Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Hôm nay, ngày 6 tháng 10 xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ không ủng hộ chương trình nghị sự gói chi tiêu khổng lồ của Joe Tổng thống Trump cảnh báo về cơn sóng thần làm phát do đảng Dân Chủ tạo ra sẽ tàn phá đất nước chúng ta. Đức tổng giám mục giáo phận quê hương San Francisco kêu gọi người công giáo ăn chay cầu nguyện cho linh hồn của Pelosi sau khi ủng hộ phá thai. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, phòng thương mại Hoa Kỳ ủng hộ dự luật cơ sở hạ tầng đã được thượng viện thông qua nhưng không phải là gói chi tiêu khổng lồ mà một số nhà lập pháp và tổng thống Joe Biden đang cố gắng ràng buộc với luật cơ sở hạ tầng. Phòng thương mại đã nêu rõ quan điểm của mình trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ hai tuyên bố cho hay phòng thương mại hoàn toàn ủng hộ việc thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la mà thượng viện đã thông qua khoảng 2 tháng trước và kiên quyết phản đối gói chi tiêu mà đảng dân chủ đang cố gắng thông qua quốc hội bằng một quy trình được gọi là hòa giải. Phòng thương mại cho biết trong một tuyên bố trước thứ sáu tuần trước rõ ràng là quốc hội có thể ban hành dự luật cơ sở hạ tầng mà không cần ban hành dự luật hòa giải. Hiện nay, các đảng viên dân chủ quốc hội đang liên kết hai dự luật với nhau dẫn đến việc giữ dự luật cơ sở hạ tầng làm quân tin cho đến khi dự luật hòa giải được tiến hành. Chúng tôi sẽ không lùi bước phản đối hòa giải vì chúng tôi ủng hộ cơ sở hạ tầng và chúng tôi sẽ liên tục đấu tranh để xóa bỏ hai dự luật để chúng tôi có thể ban hành dự luật cơ sở hạ tầng quá hạn lâu dài và tránh nền kinh tế phá vỡ dự luật hòa giải. Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhóm vận động hành lang lớn nhất trong nước với các đảng viên Dân Chủ, Ôn Hòa và một số đảng viên Cộng Hòa, những người hy vọng sẽ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng mà không có ràng buộc nào. Nhưng những người được gọi là tiến bộ, được hỗ trợ bởi Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang từ chối hứa bỏ phiếu cho dự luật trừ khi Hạ viện lần đầu tiên thông qua gói hòa giải được chốt ở mức 3,5 nghìn tỷ đô la. Trận chiến đã bộc lộ những rạn nứt nghiêm trọng trong đảng Dân Chủ, đang kiểm soát cả hai phòng lập pháp và Nhà Trắng, nhưng chiếm đa số mỏng trong Hạ viện và Thượng viện, khiến đảng này không có nhiều chỗ cho việc thông qua các dự luật. Cuộc họp kín của Quốc hội cấp tiến và 96 thành viên của họ có quá nhiều sức mạnh để thúc đẩy cơ sở hạ tầng bị trật bánh, ngay cả khi một số đảng viên Cộng hòa cam kết bỏ phiếu cho dự luật. 19 thành viên đảng Cộng hòa đã giúp thông qua nó tại Thượng viện. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Trumansian và Kristen Cinema phản đối gói kinh phí lớn. Các đảng viên đã dân chủ không thể để xảy ra một vụ đào tẩu nào ở thượng viện. Các cuộc đàm phán tiếp tục sau khi Pelosi hai lần trì hoãn các cuộc bỏ phiếu theo lịch trình về phần cơ sở hạ tầng, cúi đầu trước dân biểu Pramila Jayapal và cuộc họp kín của bà căn phòng đã chuyển sang bên trái trong những năm gần đây. Nó tán thành hàng chục đảng viên dân chủ tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2020, khiến những người bảo thủ tức giận. Ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại hai viện tuần này được cho là đã loại bỏ phòng hợp khỏi các cuộc gọi chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng và các gói hòa giải. Một số đảng viên đảng Dân Chủ đã chỉ trích phòng về lập trường của họ đối với các gói hàng. Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse viết trên Twitter tháng trước, hòa giải có thể là phát súng tốt nhất cuối cùng của chúng tôi trong hành động vì khí hậu có ý nghĩa, nhưng Phòng Thương mại Hoa Kỳ đang làm mọi cách để ngăn dự luật thông qua. Chúng tôi đang đấu tranh cho một tương lai có thể sống được, trong khi họ đấu tranh cho những người gây ô nhiễm. Tổng thống Trump cảnh báo về cơn sóng thần làm phát do đảng Dân Chủ tạo ra sẽ tàn phá đất nước chúng ta. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đang cảnh báo rằng lạm phát đang chạm mức đáng sợ dưới thời chính quyền Biden và giá cả tăng cao sẽ tàn phá đất nước chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance, Tổng thống Trump lập luận rằng lạm phát là một trong những vấn đề có thể đóng vai trò quan trọng trong việc liệu ông có quyết định tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không. Tổng thống Trump cũng cảnh báo giá năng lượng tăng vọt với giá dầu thô nhích gần 80 USD trên thùng. Tổng thống Trump nói, tuần này giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2014 và thật đáng sợ khi bạn nhìn vào giá xăng từ 1,87 đô la một gallon. Khi tôi là Tổng thống, nó đã tăng từ 1,87 đô la và bây giờ là hơn 5 đô la và nó sẽ còn cao hơn rất nhiều, Trump dự đoán. Đối với tôi, có vẻ như lạm phát sẽ tàn phá đất nước của chúng ta. Tổng thống Trump nói thêm, đừng quên opec đã từ chối hoa kỳ tổng thống trump nói nhấn mạnh những lợi ích đã đạt được đối với sự độc lập về năng lượng của hoa kỳ trong thời gian ông nắm quyền và bây giờ đột nhiên họ yêu cầu opec giúp đỡ tổng thống trump cảnh báo rằng giá dầu thô và xăng dầu sẽ tiếp tục tăng những gì nó sẽ xảy ra vào một năm kể từ bây giờ tôi nghĩ sẽ cao hơn nhiều so với mức hiện tại Tại một thời điểm trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nói rằng ông không tin rằng bất cứ ai có thể cản đường ông trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nếu ông quyết định muốn vận động nó. Tôi không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với ông ấy. Ông nói về thống đốc nổi tiếng của Florida trong một trận đấu tiềm năng để được đề cử vào năm 2024. Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc. Tôi nghĩ ông ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng ông cũng nói rằng nếu tôi đối mặt với John, tôi sẽ đánh anh ấy như tôi sẽ đánh bại những người khác. Tuần trước, thống đốc Dissentich đã bác bỏ thông tin nói về việc ông đang cạnh tranh để giành được đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2024 khi nói chuyện với người dẫn chương trình của Fox News, Shin Hannity. Thống đốc Florida nói rằng, tôi không cân nhắc bất cứ điều gì ngoài việc làm của mình. Chúng tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra ở Florida. Tôi sẽ tham gia tái tranh cử vào năm tới và chúng tôi cũng đang làm nhiều việc ở tiểu bang ngoài cuộc đua giành chức tổng thống, ông nói vào tháng 8 trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Sự thật với Lisa để nói về Afghanistan. Tổng thống Trump cũng ngụ ý rằng ông quy định tranh cử tổng thống một lần nữa trong khi nói chuyện với nhân vật Lisa của Fox News. Donald Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định một cuộc tranh cử tổng thống khác, nhưng ông trêu chọc rằng tâm trí của ông có thể đã được quyết định. Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử hai lần, tôi đã giành được nó hai lần và bây giờ tôi phải giành lại nó, Tổng thống Trump nói. Tôi sẽ đưa ra quyết định, có lẽ sẽ không lâu đâu, bạn biết đấy, rất nhiều người muốn xem quyết định ngay lập tức, Tổng thống Trump nhấn mạnh, nhưng có lẽ cũng có một nhóm lớn bao gồm cả tôi muốn gặp lại nó sau giữa kỳ. Tổng thống Trump chắc chắn có vẻ ngụ ý rằng ông ấy ít nhất muốn tái tranh cử vào năm 2024. Đức Tổng Giám mục Giáo phận quê hương San Francisco kêu gọi người công giáo ăn chay cầu nguyện cho linh hồn của Pelosi sau khi ủng hộ phá thai. Thưa quý vị, Tổng Giám mục Công giáo cho Giáo phận quê hương của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ở San Francisco đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho đảng Dân chủ California và ăn chay để đền cho sự hoán cải trái tim của bà Pelosi về việc bà ủng hộ việc phá thai. Đức tổng giám mục Salvatore Cordlewone lưu ý trong một tuyên bố đề cập đến vấn đề này cần có sự chuyển đổi trái tim của đa số đại diện quốc hội của chúng ta về vấn đề này bắt đầu từ lãnh đạo hạ viện là chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi. Ông nói: "Do đó, tôi mời tất cả những người công giáo tham gia vào một chiến dịch cầu nguyện và ăn chay lớn và có thể nhìn thấy được cho bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi cam kết cầu nguyện một lần chuỗi mân côi mỗi tuần và ăn chay vào các ngày thứ sáu để cải thiện trái tim của bà ấy. Tổng giám mục tiếp tục ghi nhận tấm lòng mẫu tử của Pelosi ám chỉ cách bà nói một cách yêu thương với các con và cháu của mình. Đức Thánh Cha Francisco đã gọi hành vi giết người do phá thai tương đương với việc thuê một sát thủ để giải quyết một vấn đề. Tổng giám mục nói, giải pháp cho người phụ nữ trong thời kỳ mang thai khủng hoảng không phải là bạo lực mà là tình yêu. Ông tiếp tục, Xin hãy cùng tôi cầu nguyện lần chuỗi mân côi và ăn chay để chuyển đổi trái tim mẫu tử của Chủ tịch Hạ viện Pelosi để đón nhận sự tốt đẹp và phẩm giá của cuộc sống con người, không chỉ sau khi sinh ra mà cả khi còn trong bụng mẹ. Tổng giám mục cũng đang yêu cầu người công giáo đăng ký chiến dịch Hoa hồng và mân côi cho Nancy, bao gồm việc gửi những bông hồng nhỏ đến văn phòng quốc hội của Pelosi như một biểu tượng cho sự cầu nguyện và ăn chay của bạn. Catholic News Service đưa tin. Lưu ý thêm, hoa hồng là biểu tượng của Thánh Teresa, Thánh Lisieux, bông hoa nhỏ của Đức Thánh Maria, bông hồng thần bí. Đức Tổng giám mục Kodawa nói, vào thời điểm đặc biệt này trong lịch sử của quốc gia chúng ta, chúng ta cần hơn bao giờ hết sự chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Teresa và tất cả các vị thánh khác, những người đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống. Pelosi là người ủng hộ mạnh mẽ việc phá thai hợp lý và là người đi đầu trong đạo luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Đạo luật này hệ thống hóa quyết định Roe and Gray vào năm 1973 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc, Daily Wire đưa tin. Đầu tháng trước, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ chối ngăn chặn một đạo luật của Texas có hiệu lực cấm phá thai, sau khi phát hiện thấy âm tim thai hoặc khoảng 6 tuần của thai kỳ, Pelosi nói về luật này khi chúng tôi trở lại, quốc hội sẽ đưa ra đạo luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ của dân biểu Judy Chu nhằm đưa vào luật chăm sóc sức khỏe sinh sản cho tất cả phụ nữ trên khắp nước Mỹ. Pelosi nói thêm, quyết định tối tăm, hèn nhát của tòa án tối cao về việc duy trì một cuộc tấn công trắng trợn vi hiến đối với quyền và sức khỏe của phụ nữ thật đáng kinh ngạc. Đạo luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ sẽ đảm bảo quyền được phá thai của một người mang thai cùng với việc các nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện phá thai. Nó sẽ hệ thống hóa thành các biện pháp bảo vệ luật được cung cấp theo quyết định mang tính bước ngoặt của Joe Kiện Quay. Hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc vào năm 1973 dự luật của chăm sóc sức khỏe sẽ thực hiện điều này bằng cách thiết lập một quyền theo luật định để thực hiện hoặc nhận thủ tục không bị hạn chế bởi việc chăm sóc phá thai đơn lẻ usa today đưa tin vào thời điểm đó trong một cuộc họp báo cho tờ washington post vào tháng trước đức tổng giám mục kodaiwan lập luận rằng và tuyệt thông là một lựa chọn thực sự cho các chính trị gia công giáo ủng hộ việc phá thai bao gồm cả pelosi và tổng thống joe biden Tổng giám mục nói rõ rằng trong lời kêu gọi các chính trị gia Công giáo chống lại việc ủng hộ phá thai, đặc biệt là trong bối cảnh các hạn chế phá thai có hiệu lực ở những nơi như Texas, rằng bạn không thể là một người Công giáo tốt và ủng hộ việc mở rộng quyền lực chính phủ phê duyệt để giết những con người vô tội. Đức Tổng giám mục Kondowen viết: Mùa hè này chúng tôi đã thảo luận về việc liệu các quan chức công quyền ủng hộ việc phá thai có nên lãnh nhận bí tích thánh thể hay không chúng tôi bị buộc tội đưa tôn giáo vào chính trị một cách không thích hợp vì đã quan tâm đến nơi mà chúng tôi không thuộc về tôi thấy vấn đề theo cách khác tổng giám mục tiếp tục khi xem xét các nhiệm vụ và các giám mục công giáo đối với những dân nổi bật trong đời sống công cộng những người công khai phản đối các giáo lý của nhà thờ về phá thai tôi nhìn vào phong trào nhân quyền vĩ đại cuối cùng của đất nước này vẫn còn trong ký ức sống của tôi để lấy cảm hứng về cách chúng ta nên phản ứng vâng thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp